Lại đây, lại đây coi cậu Tùng hát, lại lên, lại lên, lên đây ngồi với mẹ coi cậu Tùng hát. À coi cậu Tùng hát bài này nha. Ủa sao không lại coi cậu Tùng hát? Nữa không? Dạ. Rồi. Trời ơi, giờ nó khoái cậu Tùng hát bài này rồi nè. Na 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 na. Nữa không? Dạ. Đó, giờ nữa hát miết luôn. Đây lại coi cậu Tùng. Ấy chứ. Lên rồi. Na 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 na. Rồi hết. Cái bài gì mà ngắn ngủn rồi Tùng hả? Ai chơi chơi hả? Rồi hát lại nè. Coi chừng trúng cạnh bàn. Nữa không? Nữa không? Baby, the house looked like a mess. Well, JD was up for more than 4 hours. Oh my God. JD, give me a hug. I'm going to sleep. I gotta wake up early tomorrow. Ba cái bay đi ngủ rồi con. Give me a hug. Hi, honey. Give me a hug. Kiss. Mwah. Okay. Okay, JD, you wanna hug? You wanna hug from the whole family? Okay, let's put the camera down and get a hug from the whole family. Đó cô chú, cả gia đình chia tay nhau trước khi đi ngủ đó. Ba chạy đi ngủ trước. Rồi, hôn nào, hôn nào, hôn nào, hôn nào, hôn. À, hôn mẹ Mính. Hôn mẹ Mính chưa? Hôn mẹ Mính chưa? Nữa. À, nữa. À, cho con coi luôn hả? À. Thế mày dọn cái đằng sau này bớt đi để lên cô chú nó nhà cửa bề bộn cô chơi chay à. Nữa mẹ ơi. Nữa phải không? Dạ. Trời ơi cái cậu Tùng hát bài này được quá chứ ta. Có phanh nhí à. Nữa nè, Ava Buddha nè, đứng lên. Được rồi, nữa không? Con hát đi chay. Dạ, bây giờ con biết con làm gì không? Con lấy cái thao này lên xong con bỏ đồ chơi vô cái thao này hết cho mẹ coi. Không. Hả? Không chịu. Trời ơi, tôi nói mà nó không chịu đâu, trời ơi. Bây giờ con giúp mẹ nè. Bỏ vô đồ chơi vô đây hết cả. Đúng rồi, giỏi, mẹ cảm ơn nhiều. Baby. Rồi, bỏ vô cho mẹ đi con. Con giúp, rồi con bỏ lại đằng kia, coi con bỏ. Rồi con bỏ lại đằng kia. Bỏ vô một góc này, ngày nào ngày mai con chơi tiếp đi. Ngày 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Đúng rồi, giỏi. 1. Mẹ ơi, bé nó giữa rồi. Ôi, còn hai bánh pizza nữa kìa, còn hai miếng bánh pizza nữa kìa, bỏ vô luôn đi con. 1, 2, 3, 5, 6, 7.
xào có hai cái đâu, một hai bông nhúng nhau sáu bảy. Rồi cái này con biết làm gì không? Cái này con dục vô thùng rác cho mẹ. Cái này là rác của con nè, con ăn xong con phải dục vô thùng rác đàng hoàng. Ở dưới cái gầm ghế cũng có rác nữa kìa, dục vô. Đúng rồi. Rồi đem dục vô thùng rác cho mẹ, để lên. Mẹ cảm ơn nhiều. Đây nè, rác luôn kìa, rác luôn kìa, lụm rác luôn, sẵn tiện lụm cái màu trắng luôn. Đúng rồi, sẵn tiện lụm cái này luôn nè. Rồi, dục vô. Thank you very much. Rồi, điện thoại bỏ vô trong hộp kia luôn đi. Điện thoại bỏ trong hộp kia luôn con. Nè, điện thoại bỏ thùng này luôn đi. Không. À, không vừa rồi, thôi, bữa tao bỏ thùng này không vừa điện thoại rồi, vừa không? Để cho dựng đứng lên luôn đi. Rồi, kệ nó, đứng ra đứng đây đi. Mai mình chơi với nó tiếp nha con nha. Còn cái xe đạp đẩy vô đâu? Nó xe đạp mà đi đem lạnh quá, ngoài trời lạnh quá, không có chỗ để, không có chỗ chơi rồi đem thẳng xe đạp vô đây chơi. Để mày để mày để trước cửa nha. Để mày đóng cửa vô, mày đóng màn xuống luôn nè. Kéo bức màn vô xuống luôn. Con cầm ngược rồi con, cầm ngược rồi. Cầm gì mới đúng nè. Cầm này, đó, cầm gì mới đúng. Ủa cái kiểu chi lạ đó. Cầm cái kiểu kia mới đúng, cầm đầu ngược đâu rồi, ngược rồi, đây nè, đây mới đúng, đúng rồi, đây nè, đó, đúng rồi. Rồi con gọi mấy Mickey Mouse đi, coi Mickey Mouse nói gì á. Rủ Mickey Mouse đi uống cà phê đồ đâu. Thôi rảnh ông làm ly cà phê sữa. Why did Cookie love ice cooking? Oh, what did he say? Bây giờ nè, bây giờ cô chú và nó nói tiếng Anh này nha. JD, who are you calling? Oh, you calling Mickey Mouse? What did he saying? What? Daddy. Oh, you talking about daddy? We can tackle any task. Yes. Can you say? Can you? No, no. Can you say, Mickey Mouse, my daddy just went to sleep. Daddy. Say, daddy went to sleep already. How can I help you? Daddy. Daddy is sleeping. Thanks for calling. Yeah, daddy. Say, daddy is sleeping. Daddy is sleeping. Con nói ba ngủ rồi. Ba ngủ rồi. Mai gọi lại. Dữ dữ, bây giờ nhảy được không? Yeah. Nhảy Abu Dha không được không? Rồi nhảy nè. Na 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 na. Nhạc này nhạc gì cho những nước, nhạc nước ngài phải không chay? Rồi gọi thổi Mickey Mouse đi, gọi thổi Mickey Mouse đi. Hỏi Mickey Mouse khỏe không? Nghe đâu kia lộn đâu rồi, lộn đâu rồi. Cầm đã đàng hoàng, cầm lại đàng hoàng. Cầm đầu kia, đúng, cầm đầu kia kìa. Không à, chay ơi, đấy nè, cầm gì mới đúng nè, đó. We can tackle any task. Yes. Yeah, body. Body. Thanks for calling. Yeah, body. And it's Halloween night. No. How can I help you? Money. Money, you need money. I like your money. Daddy and mommy. What? What do you want to say? Why you borrow money from Mickey Mouse? What do you need money for? Mickey Mouse. It's Mickey Mouse. Yeah. Mà tại sao con gọi Mickey Mouse con mượn tiền? Mickey Mouse. Tự nhiên cái kia gọi Mickey Mouse nói money mượn tiền chi vậy? Nghe cái điều điện thoại sai rồi, lật ngược lại. Đúng rồi, giỏi. Rồi gọi lại đi. Nói là ba ngủ rồi. Nói alo, ba ngủ rồi. Let daddy sleep, and mommy wake up. À, daddy sleep, mommy wake up. Là ý nó nói ba ngủ rồi mẹ còn thức. Mommy wake up. À, mommy dậy rồi, thức rồi. À. Còn nói ma... Mommy wake up. À, mommy wake up, đúng rồi. À, con nói bây giờ con nói Mickey Mouse đi uống cà phê. Lẹ lên, rủ Mickey Mouse đi uống cà phê.
bấm Mickey Mouse đi uống cà phê nghe chưa? Bấm Mickey Mouse. Mommy. Không không, Mickey Mouse đi uống cà phê. Okay, Mickey Mouse. Em mới uống cà phê. Cà phê. Uống cà phê không? Ice cream. Ok, ice cream à, cuối cùng là rủ đi ăn kem. Hay hay, hay lắm. Ôi xin lỗi. Hay lắm bồ ơi. Kêu rủ đi ăn cà phê, Mickey Mouse không chịu, Mickey Mouse rủ Mickey Mouse đi ăn kem. Dữ dằn thiệt. Công nhận con nó chế được, con cô chú thấy nó chế hay không cô chú? À mẹ ngồi xuống hả? Ok, rồi giờ con gọi nữa hả? Giờ gọi ai? Daddy. Giờ gọi Daddy đi. Ok, gọi đi. Nói tiếng Anh hay tiếng Việt? Lucky ơi, Lucky. À, con gọi Lucky. Ok, gọi Lucky đi. Lucky, ơi, Mickey Mouse. Hỏi Lucky đang ở đâu đó, hỏi đi. Hỏi đây, tối nay ngủ đâu, tối nay ngủ nhà ha, ngủ nhà hàng xóm. Rồi hỏi. Không. Thôi, đừng có đổ hộp ra giùm cái mới vừa chất vô tức thì để chay. Trời ơi, bây giờ đổ ra nữa đó. Con đó hả con cua con? Con gì? Con cua. Mẹ mà. Con cua có gì đâu sợ. Sợ con kia. Sợ con kia. Xạo bà ơi. Dạ sợ con cua này. À con sợ con cua này hả? Dạ sợ con cua kìa ba. À sợ con cua sợ vậy hả? Trời ơi con sợ bà đưa cái mỏ bà. Thôi đừng có giục. Cua đâu có làm gì mình đâu mình giục. Cô cho cô chú con cua coi, cho cô chú con cua. Cua gì vậy? Cắt nhà mày. Ừ, con cua sao? Ê, con cua bữa nó kẹp tay mẹ sao? Kẹp tay mẹ nè. Ừ, con cua bữa nó kẹp tay mẹ sao? Tay mẹ chảy máu sao? Chảy máu nè. Ừ. Đúng rồi, ngay ngón đó luôn. Trời ơi, vậy hay vậy ta? Đúng rồi đây nè, con cua kẹp mẹ ngay ngón này luôn nè. Ủa, không phải. Ngón này. Ngón này của bàn tay này. Trời ơi, chay giỏi dữ ta, chay nhớ đúng ngón tay đeo nhẫn luôn á. Wow. Mấy tháng rồi đó mà. Hay ta. Nói tiếng Việt với mẹ nha, chưa mẹ không biết tiếng Anh nghe chưa? Đúng rồi. Con chay là từ hồi sáng giờ thấy nói tiếng Anh hơi nhiều. Ừ, để bên kia. Từ sáng giờ nói tiếng Anh không luôn á. Con đang làm gì á? Hoàng làm pizza. Trời ơi. Làm pizza kiểu đó nát pizza rồi sao ăn trời. Mẹ. Nói nghe nè, mà con phải nói tiếng Việt cho nhiều vô nghe chưa? Đúng rồi, con không có được nói tiếng Anh nhiều nghe chưa? Chứ bây giờ là mẹ thấy là con là nói tiếng Anh 70% trong một ngày rồi đó. Là mẹ sợ, mẹ run rồi đó. Kê xong sao? Ôi, bây giờ con luộc con cua cho mẹ coi. Luộc cho mẹ ăn cua coi. Luộc cua bỏ vô luộc con cua. Đúng rồi, trời ơi, nó suy nghĩ nó bỏ vô cái nồi này, chỉ có cái nồi này mới. Ủa gãy rồi hả? Con nói mẹ làm sao? Mẹ ơi sao? Mẹ ơi giúp con. Đúng rồi. Con cảm ơn mẹ. Rồi mẹ giúp con được rồi nè. Mẹ nó dậy xuống. Dậy xuống nè. Ông đi ăn cua. Trời ơi coi giữ không? Được không? Mấy này chán quá trời hả? Toàn là ở trong ngoài, ở trong nhà không à. Không. Để xuống. Anh này pizza. Đúng rồi, pizza, đổ pizza vô. À, pizza đổ vô đó hả? Gọi Mickey Mouse qua ăn, rủ Mickey Mouse qua ăn pizza chơi. Ok. Ok, rồi, gọi thoại đủ đi.
Mày hôm mấy kiều bao rảnh không đem đem chai nước ngọt qua ăn 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 pizza. Mày ăn pizza nè. Ăn pizza nè. Rồi rủ đi. Quay quạt qua đây, quay mặt qua đây, quay lưng quay mặt qua đây. Đúng rồi. Quay mặt qua đây. Bấm mày hỏi mấy kiều bao rảnh. Pizza đi. Mấy con mommy daddy baby. Gì mà mi bày mi đà đi vậy chứ mày nữa. Nói Mickey Mouse qua ăn pizza. Nói. Tôi ăn pizza and no pizza. Mẹ nói con là nói Mickey Mouse qua ăn pizza. Không ăn pizza nữa. Không ăn pizza nữa hả? Tại vì ăn pizza nữa. Để mày chỉ cho chay nè, chay. Cái này là cái con biết cái này để làm gì không? Cái này để mình bỏ đổ nước vô đây nè, cái xong mình tưới hoa ra nè. Cái mơ mốt chừng nào mà trời ấm á, mẹ đem cái này mẹ đổ nước vô cho con tưới hoa nha. Còn cái này con biết để làm gì không? Cái này là mẹ cũng không biết để làm gì hết, cái xô đựng thôi. Còn cái này chắc cũng mẹ cũng không biết luôn. Rồi cái con này là mình bỏ cát vô á, bỏ cát vô cái xong mình làm thành hình của con cua. Còn cái này nè, cái này có biết làm gì không? Cái này để xúc cát lên nè. Mơ mốt mẹ mua cho con một cái bao cát nha. Bao cát khô á, chừng nào mà ở ngoài trời nó ấm á, mẹ mua bao cát khô cho con xúc cát, cái con chơi với cát. Cái này là cái này là biết gì không? Cái này cái bay. Cái bay mà mấy chú thợ mà xây nhà đâu đó, chú sợ bay. Bay vô chỗ này luôn nè. Nó bay vô trong đây. À không bay chỗ này hả? Bay này. Sao luôn? Sao con? Sao mẹ ơi? Tại sao mẹ ơi? Tại sao sao con? Thì bị đau nè. À bị đau nè hả? Mà con đếm từ 1 tới 10 cho mẹ nghe coi. Trời ơi, kiểu nó hông. Có được không? Mẹ mở thay bao nhiêu sao để chấm chết rồi. Đúng rồi, giỏi. Rồi 11, 12. 11, 12, 13, 14, 15, 16. À trong comment cô chú có hỏi là chừng nào cho Chay đi học á. Thì hiện tại bây giờ là Chay 2 tuổi rưỡi rồi. Thì Ngọc suy nghĩ là 3 tuổi là Ngọc sẽ cho Chay đi học á. Thì bây giờ sẽ nhắm trường từ từ để kiếm coi cái trường nào là cái trường tốt. Tại vì á, theo cái suy nghĩ của Ngọc á, từ 3 tuổi cho tới 6 tuổi á, hoặc là cái ngôi trường đầu tiên mà Chay được đi học và Chay được tiếp xúc á, sẽ là cái nền tảng cơ bản nhất để bước vào đời. Nên là Ngọc sẽ cố gắng tìm một cái trường nào tốt để cho có thể tạo cho nó một cái được một cái nền tảng vững chắc nhất có thể. Nó sẽ tạo nên một cái nề nếp, tạo nên một cái nó nói chung là hay lắm. Còn Ngọc biết không, biết Ngọc nói mọi người có hiểu cái ý Ngọc không, chứ bây giờ nói Ngọc giải thích Ngọc không biết giải thích sao. Nên là bây giờ bắt đầu tìm trường là vừa rồi, 6 tháng. Ngọc á, thì cái nơi Ngọc ở á, là gần cái này con cua. Ngọc á, cái nơi Ngọc ở á, thì con cua á con. Này đau. Này đau. Cái nơi mà Ngọc ở thì gần rất là nhiều nhiều gọi là sao ta, nhiều người Do Thái. Ngọc hồi đó Ngọc đi làm á, khách cũng người Do Thái rất là nhiều. Ngọc rất là thích cái cách mà của người Do Thái, Ngọc rất là thích. Ngọc cảm thấy mà với lại Ngọc đọc sách, Ngọc đọc báo á, người Do Thái là hình như là cái chỗ là gọi là sao ta, cái dân tộc hả? À, người Do Thái là cũng giống như là cái gọi là sao cho đúng ta, nhưng mà họ rất là thông minh. Rồi khi mà họ đi học á thì hả, lúc nào cái tư tưởng của họ cũng học ra là để có thể là làm chủ. Rồi giống như họ rất là thông minh, họ sáng chế ra được rất là nhiều thứ, người Do Thái. Nên là đang suy nghĩ về một cái trường học của người Do Thái, nhưng mà không biết là không có đạo thì có được không, tại vì Ngọc có nhiều khách người Do Thái lắm nên Ngọc sẽ nhắn tin Ngọc hỏi mấy người đó. Thường thường mấy cái trường đã mở ra là dành cho những người có đạo, nhưng mà Ngọc nghĩ là cũng có đó, cũng có thể là cho được người bình thường, người không có đạo vô á, hoặc là cho học cái trường của gọi là Montessori, là cái trường mà của người, cái cô đó là người Ấn Độ làm hiệu trưởng.
Thì mọi người theo Ngọc không biết là mọi người có biết không, nhưng mà ở Mỹ này á, khi mà mọi người đi vô bệnh viện á, nếu mà mọi người có để ý, đa số, Ngọc nói đa số nha, chứ Ngọc không nói là sao, toàn là thấy những anh chị, cô chú, người Ấn Độ làm bác sĩ không. Đặc biệt á, là nói chung là đặc biệt luôn á. Quá trời đồ chơi luôn. Toàn là mấy anh chị, cô chú Ấn Độ làm bác sĩ không. Là bác sĩ con. Ừ. Ai làm bác sĩ nói mày nghe, ai bác sĩ? Bác sĩ Út, bác sĩ. Chạy bác sĩ Út, bác sĩ Út, mốt lần là bác sĩ luôn hả? Dạ. Thôi đừng. Đừng. Một đứa là đủ rồi. Ai không, không ngồi. Ừ, không ngồi. Đó, nên là cái trường cái kiểu dạy của Montessori của cái trường đó là nó cũng được lắm. Nên là bây giờ cũng chưa biết làm sao. Nên là cứ bây giờ phải nghiên cứu trường. Với bây giờ 2 tuổi rưỡi là 3 tuổi cho đi học á. Vô cho học nè, học nếp, học này, khi mà bắt đầu đi học giáo dục nói tiếng Anh không thôi luôn. Xong luôn. Cái gì con? Mẹ con sắp đâu? Con gì? Mẹ nghe con gì á? Mẹ không biết nữa. Mẹ nghe con bon xí. Ừ. Mẹ này. Này sao con? Cố mẹ đâu? Cố gắng, nói chung là có đứa con đầu á, nên là cố gắng hết sức. Ngọc nghĩ là ai cũng vậy mà. Ai cũng sẽ cố gắng để tạo cho con mình. Xe dạo này bà điệu quá bà, cái gì bà cũng mẹ ui. Mẹ ui, mẹ ui. Mẹ ơi, mẹ dạy con, mẹ ui. Bà điệu quá. Đó, đó Ngọc nói là đó, con cái thì ai cũng muốn đầu tư thì cho dành cho con mình những cái tốt nhất. Tại vì mình là cha mẹ, mình có sự lựa chọn. Nên là mỗi người thích lựa chọn cái gì cho con mình thì lựa chọn. Đau. Ờ, đau hả con? Mỗi người sẽ có những cái tư tưởng, cái suy nghĩ khác nhau, nhưng mà làm sao, nhưng mà cuối cùng thì ai cũng hướng tới những cái mà tốt đẹp nhất dành cho con của mình. Chay ơi chay, con ngồi xếp bằng lại giùm mẹ con, đừng ngồi chân kiểu đó, ngồi xếp bằng lại. Đúng rồi con, ngồi xếp bằng lại con. Đúng rồi, xếp hai chân lại. Ngồi xuống xếp chân lại, ngồi xuống xếp chân lại. À, trời trời trời. Con xếp vậy nè con. Con xếp vậy nè, con xếp chân này nè. Đúng rồi, giỏi. À, xếp lại, xếp chân kia luôn, xếp chân kia luôn. Xếp chân kia luôn, xếp hai chân luôn. Đây nè, đây nè. Đúng rồi, rồi giờ con ngồi con chơi tiếp đi. Giỏi quá. Chay á, mà chay nó chay á, mà đi học 3 tuổi mà cho đi học, chắc cô ship vô lớp 4, cô ship nó vô độ tuổi của 4 hay 5. Bây già mà bây già còn hơn trái cà nữa. Bả là hạt tiêu đánh đá mà. Tiêu tiêu. Bà tiêu, bà tiêu. Dạ. Trời ơi, bà kêu bà tiêu dạ luôn. Nhỏ xíu hả? Không ai bằng hết, không ai lại, lẻ cái gì cũng lẻ. Y như mẹ vậy hả? Còn ba thì cái gì ba cũng chậm hết á. Ba ngủ rồi. À, ba ngủ hả con? Ba lớp ba dậy. Tối nào cũng có mình mẹ với chay. À, con bán cái đó đó hả? Tối nào cũng có mình mẹ chay thức mình lên. Ba chay là ăn kỹ ngủ kỹ lắm, ba chay là đúng 10 rưỡi là đi ngủ. Rồi sáng đúng 7 rưỡi là dậy, ăn kỹ ngủ kỹ, không có bao giờ trượt phát nào hết. Chỉ có mẹ chay với chay là thức tới 12 giờ đêm. Trời ơi, nó nấu rồi, nấu thì ghê không? Bán pizza. À. Nhảy xuống làm sao con? Đó nên là muốn thông báo với cô chú một vài thông tin. Nếu mà cô chú có biết thêm những cái mà cái sự giáo dục nào mà nó tốt quá, comment ở dưới cho Ngọc biết để Ngọc tìm hiểu thử. Rồi chưa biết là nên cho chay học trường gọi là cái gì ta? Public hay là private nữa. Là ở bên đây có hai loại trường nha cô chú. Một là public, hai là private. Private giống y như là mẹ ăn này. À con ăn đó đó hả? Giống y như là trường công với trường tư vậy đó. Mẹ ăn này.
trường công thì nhiều lúc mình không có phải trả tiền, nhưng mà không có được nhiều sự lựa chọn. 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8 hết rồi. Còn trường tư là phải đóng tiền. Rồi tiền đâu đóng cho đi học rồi hả? Chay, tiền đâu đóng tiền cho đi học đây chay? Vậy thôi khỏi đi học nha, ở nhà tự học nha. Chay, con có nghĩ là con có thể tự học, khỏi đi học, cần khỏi đóng tiền trường được không? Được không? Có thể nào ở nhà tự đi học xong rồi mốt tự thi vô Harvard luôn được không? Nhìn thẳng gì mẹ nè. Con phải hỏi mẹ là mẹ ơi cái gì đó mẹ ơi. Cái gì đó mẹ ơi. Cái đó là cái cuốc. Không, cái này là cái sẻng. Con nói đi, cái sẻng. Cái sẻng tao. Cái sẻng. Đúng rồi. Con nè, mẹ chỉ con nè. Khi mà con hỏi về một cái món đồ nào đó, con phải dùng là mẹ ơi cái gì đó mẹ ơi. Chứ con không được dùng mẹ ơi con gì á mẹ ơi. Con hỏi là mẹ ơi cái gì á mẹ ơi. Con hiểu mẹ nói không? Chắc không đâu, nhưng mà mẹ vẫn nói. Nói chừng nào hiểu thôi. Rồi khi mà con, này chay nghe mẹ nói nè. Khi nào mà con hỏi về một cái con vật á, giống như là con ghi ghê ha, con cá ha, con heo, con voi, con bất cứ con gì trên đời này, thì con mới dùng là mẹ ơi con gì đó. Con hiểu mẹ nói không? Chắc con không hiểu luôn phải không? Mẹ cái gì? Trời, nó đánh ghi ghê đó. Mà con không hiểu, kệ con, mẹ nói kệ mẹ. Con ghi ghê nè. Nói này. Nói làm phải mưa dầm thấm lâu. Nó nghe nè, mẹ khát nước quá, con lấy cho mẹ miếng nước được không? Mẹ khát nước quá, đi lấy mẹ miếng nước thêm. Con gái kìa, tôi nói cho nó đi lấy với tôi miếng nước liền. Mặc dù chai nước kế bên nhưng mà vẫn sai. Đem qua đây, sai cho quen. Con đưa cho mẹ hai tay đàng hoàng. Đúng rồi, giỏi. Thấy chưa, cô chú thấy chưa? Cô chú thấy đứa cháu của cô chú chưa? Thôi, không có đây nó chơi nước kiểu đó. Cô uống miếng nước giùm mẹ đi. Giỏi. Đi đâu á? Đi này là đi đâu? Bên kia làm sao? Bên kia mẹ ơi, bên kia. Bên kia đâu? Mày đi à, con để bên đó bên kia rồi hả? Sao con để xa vậy? Con để gần mình chút đi con. Để mình dễ chơi, con để xa quá mất công con đi tới đi lui, con đứng lên đứng xuống. Ba. Hả? Đây nè, bây giờ mày hỏi là con có đi tâm, con có đi chín không? Dạ. Đi đâu nữa? Đi ai nữa? Đi đâu nữa? Cái gì? Đi tắm đi mẹ, đi tắm ba bảo. À, muốn đi tắm ba bảo hả? Đi nữa đấy. Cái gì đó. Rồi còn đi đâu nữa? À, muốn đi ba bảo, muốn đi tâm, muốn đi chính hả? Dạ, muốn tâm. Nói nghe này, chính chở con đi đâu quên rồi? Đi máy xanh. Đi điện máy xanh, đúng rồi. Còn điện máy xanh hát làm sao? Máy xanh, ua ua. Đúng rồi, giỏi, trời ơi, tới giờ nó vẫn nhớ điện máy xanh. Nhìn thẳng mẹ nè, nhìn mẹ nè. Tới giờ nó vẫn nhớ điện máy xanh, ua ua ua. Đến điện máy xanh. Điện máy xanh, ua ua ua. Ngứa à? Ngứa đâu? Ở đây. Ở đây hả? À? Sao tự nhiên con bị ngứa đó dạ? Ngứa chay. Ngứa chay á hả? Nó nghe nè, hồi trưa nè mẹ kể cho con, ngồi xuống đây kể cho cô chú nghe, mét cho cô chú, ngồi lên đùa mẹ đây. Ngồi đùa mẹ đây để mẹ dễ quay hơn. Bây giờ nè, mẹ kể cho cô chú nghe nè, hồi trưa nè con ngủ dậy á, rồi mẹ cười con hả? Mẹ cười con hi. Mẹ nhìn thẳng mẹ nè. Mẹ cười nè, mẹ cười con hồi trưa này phải không? Rồi con khóc phải không? Khóc. Con mà tại sao mẹ cười con lại khóc? Mà tại vì con mẹ cười là con quê phải không? Ba. Mà mẹ cười con có quê không? Ba. Ba làm sao? Ba làm. Ba làm gì con? Ba làm. Nhưng mà ba đi làm, ba để làm cái gì? Ba té. Ba đi làm kiếm. Ba té này. À, con té này luôn á hả? Con té ngay này luôn hả? Con té búp. Ô, con cái té búp vậy luôn hả? Dạ. Rồi ba cười con hả? Dạ. Ba kỳ ghê luôn á, nhỏ té không biết nâng đỡ, không biết yêu thương gì rồi ngồi cười nhỏ. Mình sao, sao diễn tả lại, diễn tả nó, diễn tả lại đó. Mình sao té, sao hay sao à?
chay vô chổng, chay đeo chổng chay té hả? À ba cười cũng ngồi xuống luôn à? Trời đất ơi ba kỳ lạ vậy ta. Mà mẹ đâu có cười con đâu đúng không? Mẹ chạy lại mẹ ôm con đúng không? Mà con chạy là con kêu mẹ ui mẹ đúng rồi. À con ôm mẹ vậy á hả? Rồi con hát hu 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 phải không? Lại đi chơi chơi chơi. Ừ, rồi sao nữa? Rồi nè, rồi mà tại sao mà con ngủ vậy mẹ cười con không chịu? Con mắc cỡ hả? Hả? Điện giấu. Hả? Muốn đi ốc hả? Để im đó, Út sắp qua rồi nghe chưa? Chờ nha. Chờ mấy tuần nữa Út qua nha. Mẹ. À, con quay, con đứng con chạy là cô chú chống mặt á, mẹ quay cái camera là cô chú chống mặt luôn á. Mẹ. Chay à, chay à. Mẹ ơi. Ờ rồi. Đó. Happy sao? Mẹ em happy mẹ ơi happy. Mệt quá chay chạy hoài cô chú chống mặt quá. Ngồi im nó đi. Mệt nó ghê luôn á. Mẹ mệt chưa? Mệt chưa? Con nói mệt quá. Ôi trời đi diễn rồi con nói diễn ghê chưa. Trời ơi con nó mệt nó nằm kìa. Mẹ mệt không mẹ ơi. Mẹ mệt quá mẹ ơi. Sao chết sao? Mệt nó vô diễn. Ôi ơi nó mệt á. Con mệt nó nằm con thở làm sao? Này nó nghe nè, con chó thở làm sao? Con chó thở làm sao? Chó thở làm sao? Ngủ à. Hả? Ngủ. Ngủ hả? Con ngủ. À con ngủ rồi hả? Ba ngủ. Thôi bây giờ hai mẹ con mình vô ngủ nha. Thì vô coi bây giờ mình vô mình bấm điện thoại chút mình ngủ nha. Dạ. Ok, đi vô. Mẹ bỏ xuống. Bỏ xuống đi. Rồi. Bây giờ bye bye cô chú hai mẹ con đi ngủ nha. Cảm ơn cô chú đã xem cái video clip này. Ừ đúng rồi, dọn đồ vô cho mẹ đi con. Hy vọng là cô chú thích cái video clip này và sẽ tiếp tục ủng hộ cho kênh Jay Sky Hoi Xì Dơ Hạt Tiêu Đánh Đá. Nàng Út trong bóng tre. Em chay chay của mẹ em ơi. Bye bye. Bye bye cô chú đi. Bye bye cô chú nè. Bye bye. Nhìn lên xin video coi. Bye bye. Đúng rồi, giỏi quá thấy chưa. Không kêu mà cũng dọn đồ chơi vô nữa. Quá giỏi luôn.